Toàn xin chào cả nhà. Một chủ đề về kích mầm lỡ trên những cây lan. Thì sau một tuần kích và chúng ta đã có kết quả cả nhà. Đây là những mắt năm cá trắng bạch tuyết đã thức dậy. Đây cũng là bạch tuyết và cũng đã thức dậy. Tiếp theo là Minh Châu. Minh Châu cũng bắt đầu thức dậy. Minh Châu này nó cũng khá là già rồi, được 3 mầm. Được 3 mắt. Cây hồng yến này cũng đã lên rồi nè cả nhà. Thì kỹ thuật đắp di xanh Toàn sẽ để ở phần mô tả clip. Cách đây một tuần Toàn có đăng cái clip đó lên và bữa nay là tác dụng của nó. Tuy nhiên thì những cái mầm như mầm Minh Châu nhỏ này thì chưa có nhìn thấy nhiều sự hiệu quả, nhưng cũng nó bắt đầu có sự sưng sưng lên rồi nè cả nhà. Có vẻ như nó đã sẽ đi đâm lá nè. Việc làm mầm lỡ của cây thì khi cây đứng ngọn được khoảng cỡ 2 tuần, khi cây đứng ngọn 2 tuần thì bắt đầu ta làm mầm lỡ. Như trên Toàn thì có mùa lạnh, cho nên chúng ta phải canh làm sao mà nó né cái mùa lạnh, là né mùa đông ra. Khi cái mầm nó được 1-2 xăng thì đụng mùa đông là vừa. Thì lúc làm thì đợt trễ nhất Toàn làm là giữa mùa thu. Giữa mùa thu Toàn bên Toàn làm, đó là đợt hạn cuối để làm rồi. Thì cái này tới mùa đông thì nó cũng sẽ được khoảng cỡ 1-2 xăng. Thì lúc đó là ổn định rồi. Đây là cây phú quý cũng bắt đầu sưng rồi nè cả nhà. Chỉ đắp bằng di xanh thôi. Di xanh cũng khá là hiệu quả. Có một mầm mầm này nó hơi chai nhưng bắt đầu nó cũng to đùng rồi nè. Nó sưng luôn cả ở phía trên nữa. Với những cây giá trị cao thì khai thác mầm lỡ để nhanh thu hồi vốn cũng là một điều mà có nhiều ưu điểm, một điều mà lợi vẫn nhiều hơn hại. Đặc biệt có cây Minh Châu này nè cả nhà. Toàn có sử dụng cái chế phẩm S2. Toàn sẽ để góc hình S2. Thì có bôi vào cái cuốn hoa. Bôi vào cuốn hoa nè cả nhà. Và nó đã sưng rồi nè. Cái cuốn hoa này cũng sưng nè, cũng đâm ra rồi nè. Cái cây tổng thể chậu Minh Châu này hiện tại nó đang tải rất nhiều điều. Nó tải 2 mầm gốc và các mầm kỳ. Nhưng mà buộc phải làm sớm. Bởi vì làm sớm để cái cuốn hoa nó không bị khô đi. Khô đi nhiều khi lôi nó ra không được nữa. Một thời gian để chậu Minh Châu này sẽ ổn định. Chúng ta làm mầm lỡ những cây giá trị cao, nhưng chúng ta nên hiểu được cái tính trạng của mỗi cây.
Ví dụ như cây bạch tuyết là một cây làm mầm lỡ rất là tốt, như một cây nhỏ xíu thôi. Mầm lỡ làm cách đây 1 tháng rưỡi và giờ được như thế này nè cả nhà, đẹp quá. Như vậy là có lời rồi. Đây bạch tuyết, bạch tuyết đẻ thật là nhanh chóng. Khi làm mầm lỡ cả nhà lưu ý là ví dụ như cả nhà ở vùng xứ nóng thì chỉ cần cái cây nó ở trạng thái tích trữ năng lượng, nó đưa nó túm ngọn khoảng cỡ 2 tuần là ta làm mầm lỡ được. Còn xứ lạnh như toàn ở trên toàn thì ướm thêm né mùa đông ra. Thì có nghĩa là đoạn giữa mùa thu, nếu mà qua giữa mùa thu thì không nên làm nữa. Đoạn đầu mùa thu thì làm vẫn được. Hoặc nếu như chúng ta có trang bị được phòng sưởi thì lúc nào làm cũng được. Bữa nay thì những cây túm ngọn mới dám làm, chứ còn những cây đang đi ngọn thì làm tôi nghĩ nó cũng không được đạt. Giống năm cánh trắng HO làm mầm lỡ cũng như bên toàn làm mầm lỡ giống cây năm cánh trắng HO có vẻ cũng không có được đạt cho lắm. Nó đi như thế này à. Cái này không phải mầm lỡ. Đợt trước có xịt, có xịt di xanh lên mầm trên lên bộ hệ gốc thì cũng có một số mầm nó cũng đạt. Như mầm này là đạt nè, có một số mầm thì lại không đạt. Cái HO theo tôi nghĩ cứ để là nó đúng mùa thì ok. Nó muốn túm ngọn. Nó muốn túm ngọn và kéo thì cả nhà, kéo thì được thêm khoảng 3 cm nữa và nó cũng dừng. Năm nay HO rất dễ đứng ngọn. Năm nay HO chăm hay bị đứng ngọn. Nhiều vườn cũng bị đứng ngọn như bên Toàn nha, ở khu của Toàn. Ok, một clip về làm mầm lỡ những cây giá trị cao. Chúc cho cả nhà sẽ chăm lan thật là đạt, có thật nhiều niềm vui trong thế giới hoa lan. Toàn xin chào.